Xin chào các bạn. Hiện nay mình đang có mặt tại cầu cảng của làng chài Việt Hải. Và khi tới đây thì mình dùng máy quay thăm lắp luôn. Thế thì chúng mình có mặt tại đây để chuẩn bị cho chuyến thăm Vịnh Lan Hạ. Hình ảnh các bạn vừa xem chính là hình ảnh mà hôm qua mình chụp ảnh tắm cùng với lũ trẻ ở làng chài Việt Hải các bạn ạ. Còn bây giờ thì chúng mình bắt đầu xuống tàu và tàu bắt đầu khởi hành khỏi cầu cảng làng Việt Hải. Thế và các bạn thấy là hình ảnh đây là hình ảnh tàu bắt đầu rời cảng. Đó. Thế thì sau khi mà ra ngoài vịnh thì mình cũng đã dùng máy quay để quay tham lát cái đoạn đường từ cầu cảng ra ngoài vịnh. Thế và mình sẽ xen kẽ để các bạn hình dung ra những cái hình ảnh rất là đẹp. Đây là một cái ngọn núi hình tháp, hình cái đũa, nói chung là nhiều tên gọi, đứng độc lập giữa một vùng biển. Các bạn thấy không? Hôm nay thì trời không nắng lắm, rất nhiều mây. Mình đến Cát Bà nhiều lần rồi, nhưng mà ra làng chài Việt Hải thì mình mới là lần đầu. Và khi tới Cát Bà thì mình cũng tham gia một số chuyến đi thăm Vịnh Lan Hạ. Tuy nhiên thì các cái chuyến này thì mình mới tới đảo Khỉ, rồi tới một vài điểm khác nữa, chứ chưa có chuyến nào là mình xuất phát từ làng chài Việt Hải để đi thăm vịnh. Và chuyến của mình hôm nay thì anh em chúng mình sẽ tới chèo thuyền kayak ở hang Sáng Tối, sau đó thì tắm ở bãi tắm Ba Trái Đào. Đó, đây là hai điểm mà mình cũng chưa đi bao giờ, cho nên mình có quay cả cái đoạn đường cũng như phong cảnh hình ảnh ở đây để các bạn có thể hình dung ra. Còn bây giờ thì mình đã tới chỗ hang Sáng Tối. Thế và ở đây thì du khách được trải nghiệm chèo thuyền kayak, cứ hai người một thuyền và chúng ta tự do khám phá. Thế thì chèo không khó lắm các bạn nhé. Các bạn chỉ cần cầm tay chèo cân bảy đều thì sẽ đi thôi. Chứ nếu mình mạnh tay một bên nào đó thì thuyền nó sẽ bị vòng vèo. Và chỉ có vài động tác đầu tiên thôi thì các bạn sẽ dần quen. Đó. Thì hiện nay là cũng rất nhiều khách tới đây chèo. Ở khu vực này thì không có sóng mấy, cho nên là chèo thuyền cũng rất là dễ. Và đây chính là hang Sáng Tối các bạn nhé. Thì cái hang này thì có độ dài khoảng 70 m. Đó. Và trần hang thì có chỗ cũng rất là thấp khi thủy triều lên, và chúng ta phải cúi đầu không thì bị chặn. Thế và không khí ở đây rất là mát các bạn ạ. Thì khi mà các bạn qua hang xong rồi thì lại mở ra một vùng nước có các dãy núi bao quanh. Thế và các bạn sẽ rẽ vào bên tay trái, chúng ta đi qua một hang bí mật nữa. Đó. Sau khi vào hang bí mật này thì các bạn vào một cái khu vực mà xung quanh là núi quay thành vòng tròn, tạo thành một cái khu vực biển rất là đẹp luôn. Đó. Thế và mình có nhìn trên ảnh rồi, ảnh ở làng Việt Hải chụp chỗ này thì nó giống như một cái hồ ấy. Đấy, một cái hồ hình tròn, xung quanh là núi, và chúng ta chỉ có việc là đi qua cái hang bí mật này thì chúng ta vào được. Còn nếu mà nhìn từ trên cao thì đúng là không có đường vào. Ở trong này thì rất là nhiều sứa các bạn ạ. Đó, những con sứa đủ màu sắc. Sứa này là sứa độc nha. Sau khi mà chèo kayak xong thì chúng mình ra tắm ở bãi tắm Ba Trái Đào. Đó. Bãi tắm Ba Trái Đào thì có nhiều giả thiết. Trong đó có một giả thiết là tương truyền có một nàng tiên nữ xinh đẹp đem lòng yêu một chàng trai ngư dân, muốn người yêu của mình sống trường sinh bất lão,
cho nên là đã ăn trộm 3 trái đào tiên để mang xuống hạ giới cho chàng. Tuy nhiên thì bị Ngọc Hoàng biết chuyện rất tức giận, cho nên dùng phép biến thành 3 trái đào thành 3 quả núi để ngăn cách đó. Vì vậy cho nên là có 3 quả núi hình trái đào, và ở đây có bãi tắm hoang sơ cát mịn rất là đẹp. Thế và tàu thì chuẩn bị cả những cái chỗ tắm cho mọi người. Thế và có một bữa ăn phục vụ luôn trên tàu. Đồ ăn thì cũng không đa dạng lắm, tuy nhiên thì cũng rất là ngon, bởi vì sau khi tắm xong thì chúng mình thưởng thức bữa ăn trên tàu rất là thú vị. Đó. Khi mà các bạn ăn ở đây thì các bạn thấy có những con đại bàng, đó đại bàng biển đang săn mồi. Sau khi ăn và nghỉ ngơi xong thì tàu bắt đầu đưa chúng mình trở về bến bèo. Đó, và trên đường đi thì lại tiếp tục ngắm những cái khung cảnh hiện lên trước mặt. Thế thì các bạn biết là Vịnh Lan Hạ nối liền với Vịnh Hạ Long. Chúng ta có thể có những chuyến du lịch từ Hạ Long sang cũng được. Tuy nhiên thì mình cảm nhận thấy là bên Vịnh Lan Hạ thì cảnh vật là đẹp hơn, và bên Hạ Long thì lại có nhiều hang động đẹp. Đó. Còn bây giờ thì tàu đã vào gần tới bến bèo rồi, và đi qua làng chài. Đó, các bạn thấy ở đây có rất nhiều các cái khu vực nuôi thủy sản của ngư dân làng chài. Và nếu có thể thì chúng ta có thể ghé qua những cái khu vực này để mua những cái hải sản về làm quà. Còn tàu của chúng mình thì không dừng lại ở đây, bởi vì cũng không có nhu cầu đó. Thế thì hôm nay là một cái chuyến đi rất là thú vị. Và nếu như các bạn có thời gian, các bạn nên trải nghiệm một cái cung như thế này. Đây là lần đầu tiên mình đi, mặc dù là mình cũng đi rất nhiều lần ở Cát Bà rồi. Thế đó. Còn video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.